Còn liên quan đến việc sản phẩm mì Omachi tại thị trường Đài Loan bị thu hồi và tiêu hủy, thì đại diện công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan khẳng định doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất hoặc là bán sản phẩm mì Omachi, sốt tôm chua cay cho đối tác là Quan Yu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan. Cụ thể đại diện của Masan cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Masan Consumer không trực tiếp xuất khẩu hoặc là bán sản phẩm biobachi sốt tôm chua cay cho đối tác Kyansu để xuất khẩu vào thị trường Đài Loan, như là thông tin cảnh báo của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan. Hiện Masan cũng đang phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Y tế, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật tại Việt Nam. Và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh, xử lý vụ việc theo đúng pháp luật hiện hành.